Đoàn du lịch các nơi bây giờ họ cũng mới đến. Đoàn chúng tôi lạc nhau bây giờ cũng mới gặp nhau. Đấy, đây là quang cảnh đây này, nhà thờ này thì đẹp quá. À, đang tập trung để ngồi chờ. Ôi. Đang ngồi chờ. Bà trong hồ đấy nóng quá. Ơi. Tập mập. Đông. Lâu đài. Rồi, đến đây để xem mô hình lâu đài bằng đồng đây này. Ở bên này là các nước nó đúc các biểu tượng mô hình bằng đồng. Mới tòa tháp cao nhất rồi. Đoàn xe. Đoàn xe điện đây này. Đoàn xe điện dự đi du lịch. Chụp đi. Đấy, Lan đang chụp mô hình lâu đài bằng đồng. Đấy, cảnh này mới đẹp chị. Rồi, tiếp tục. Đi rồi. Đi hết rồi. Đây này, đi vệ sinh đi. Đấy. Đúng rồi. Đi vệ sinh toàn bộ, sau đó đi tiếp. Rồi. Vào luôn. Đấy, tôi đi cùng chú Việt. Đi rồi. Rồi. Đoàn chúng tôi vào đây cho nó mát ạ. Nắng. Không tìm được thật. Đường khó tìm lắm chứ. Nói ở chỗ cái tháp. Bên cạnh cái tháp là có cái tháp thấp ở dưới là nó. Mấy là có đi ra cái khu nhà thờ đằng kia cả. À. Bên bờ sông vợ cũng đẹp lắm. Lạc không ơi. Lạc không. Đấy. Thôi gánh tiến thì vào lâu rồi. Mát. Và trong bóng cây là mát hẳn. Đi kia, Nam bảo đường chỉ đằng này, sao tiến đi kia. Tôi bảo bây giờ thằng sai cứ đi đi. Đúng. Thế lại đi, tôi bảo nó sai mình đúng. Đúng để xong là nó lại tìm mình mạng co. Đi vào bóng cây mát. Không, mình cháu này ở chỗ này chú này. Ở
đứng ở đây thì bảo thì cháu bảo thôi thôi được rồi, đây tao nhìn thấy lâu đài rồi, tao đỗ xe đây tí chờ đấy lên thế là không, đâu ok. Cháu bảo đây nhìn thấy cái xe chứ nó bảo về xong đi đường ngọ đường kia. Đường nào lên được là được, đấy xe nào lên được. Đúng rồi, mục đích là đến chỗ này. Mục đích là đến chỗ này. Phái đoàn bóng cây mát thế này. Bóng cây mát thế này lại cứ đi tìm nón mới mua để đội. Bóng cây mát như thế này. Sì, ma certe cose, certe descrizioni di cose sono e da quelle poi ovviamente capire il stato di salute del paziente. Io rispondo bene. Io pure sempre, ma in realtà vabbè, oh, ma è grande casa loro. Ma è enorme. Bây giờ ra kia xong rồi lên luôn bà. Đấy, đứng đầu ở vế kia xong rồi lên luôn đằng kia đó. Con người cả rồi.